Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 10 tháng 9. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Khai giảng lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 2 năm 2018. Huyện Quế Châu ước thu trên 300 tỷ đồng từ nhãn. Tin Lữ mở rộng các vùng trồng rau an toàn theo Việt Gáp. Kè Hùng Cường, thành phố Hưng Yên bị sạt lở do tình trạng hút cát trái phép chậm được ngăn chặn xử lý. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay, tại Trường Quân sự tỉnh diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 năm 2018, khóa 95. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo quân khu 3. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho lãnh đạo chủ chốt các cấp các ngành là một trong những nội dung quan trọng, yêu cầu cấp thiết trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tham gia khóa học, các học viên phải nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng khu vực phòng thủ, tổ chức hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ. Qua đó giúp các học viên vận dụng sáng tạo kiến thức quốc phòng và an ninh để tham mưu với cấp ủy chính quyền, người đứng đầu cơ quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở từng địa phương, cơ quan tổ chức, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lớp học diễn ra từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9. Tập đoàn Daikin Electric đưa nhà máy sản xuất máy điều hòa lớn nhất Việt Nam vào hoạt động, tạo việc làm cho 1.500 lao động tại địa phương. Nhà máy sản xuất điều hòa không khí Daikin quy mô 28.000 m² có trụ sở tại khu công nghiệp Thăng Long 2, mức đầu tư 8 tỷ Yên Nhật, công suất 1 triệu máy điều hòa vào năm đầu tiên và dự kiến tăng lên 1 triệu 500.000 máy vào những năm tiếp theo, đã đưa vào hoạt động. Sản phẩm đạt chất lượng Nhật Bản nhưng giá thành phải chăng phù hợp với mức tiêu thụ ở Việt Nam. Cùng với đầu tư thiết bị hiện đại, môi trường làm việc của công nhân đạt chuẩn châu Âu, nhà máy còn tuyển dụng và đào tạo 1.500 nhân viên kỹ thuật, góp phần giải quyết lao động cho địa phương và sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tiếp theo chương trình thời sự xin được chuyển sang phần tin kinh tế. Thời điểm này, các hộ trồng nhãn của huyện Quế Châu đã thu hoạch trên 80% diện tích. Hiện diện tích nhãn chín muộn đang bước vào thu hoạch rộ. Tại điểm cân nhãn ở các xã An Vĩ, Hàm Tử, Đông Kết, chợ nông sản Quế Châu, hiện giá bán cho thương lái hái xô từ 18 đến 22.000 đồng 1 kg. Riêng các loại nhãn T1, T6 siêu ngọt có giá từ 35 đến 50.000 đồng 1 kg. Huyện Quế Châu hiện có 1.600 ha nhãn, tập trung chủ yếu ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Kiều, An Vĩ, Liên Khê, Tân Tân. Sản lượng khoảng 20.000 tấn, ước thu trên 300 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 80% diện tích nhãn là chín muộn. Đây là sản phẩm nhãn chất lượng cao, được trồng theo phương thức trồng mới, từ khâu chăm sóc đến bón phân, vùng đất theo quy chuẩn. Hiện đã thu được trên 80% diện tích còn lại thu hoạch từ nay đến hết tháng 9. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về sản phẩm nông nghiệp sạch, người dân các địa phương của huyện Tiên Lữ đã từng bước mở rộng diện tích trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các diện tích trồng rau an toàn của huyện tập trung ở hai xã Thiện Phiến với hơn 15 ha và Nhật Tân 2 ha, tăng gấp 3 lần so với cùng thời điểm năm 2017. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã thành lập được 2 hợp tác xã rau an toàn tại xã Thiện Phiến, thu hút 25 hộ tham gia sản xuất. Các hộ dân đều tuân thủ đúng kỹ thuật trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đó, sản phẩm rau xuất ra thị trường, không còn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm thiểu tình trạng lạm dụng thuốc, phân bón hóa học, ảnh hưởng đến môi trường. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đã liên tục phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Phú Cường, Hùng Cường của thành phố Hưng Yên. Đến nay, sau nhiều ngày có hàng chục tàu thuyền khai thác, trong khi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương không có các biện pháp xử lý kiên quyết, một số đoạn của kè Hùng Cường đã bị sạt lở.
do bị khai thác trái phép liên tục, thậm chí có thời điểm ngay sát mép kè và chùa Hoàng Xá, đến nay kè Hùng Cường đã bị sạt lở hai cung với chiều dài mỗi cung từ 30 đến 50 mét, chiều sâu hơn 10 mét. Mặc dù đã bị sạt lở nghiêm trọng nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa nắm được. Đáng chú ý là công trình kè này mới được thi công để xử lý sạt lở do khai thác cát trái phép những năm trước đây. Theo người dân ở đây, trong 10 ngày qua, khu vực này có tần suất các tàu khai thác cát trái phép gần kè diễn ra liên tục bất kể ngày đêm. Cứ ban ngày là họ thường là hút ở bên bờ bên kia, mà đêm là họ hút gần bờ bên này. Cách đây 5 năm thì đã bị sạt lở mất một cái miếng đất này rất là to, mà nhà nước cũng đã bỏ ra rất là nhiều tỷ để đầu tư vào và bỏ và để giữ. Thì cách đây 10 ngày là tiếp tục sạt lở một miếng rất là to. Cứ theo cái đà này thì cứ hút các kiểu này thì nó sẽ kéo hết cả toàn bộ khu đất. Không những là nó ảnh hưởng đến đất đai mà còn ảnh hưởng đến cái quần thể di tích của chùa. Hầu nó hút suốt cả suốt đêm, đêm nó hút rồi là suốt. Trước cấm rồi nó lại hút. Cái tàu này nó ở trên cầu. Không chỉ hút cát ở khu vực xã Hùng Cường, trong những ngày gần đây, các tàu hút cát này lại tiếp tục chuyển hướng hút cát sang địa phận xã Phú Cường, phần lớn thời điểm hút trộm vào đêm tối, ngày lễ, ngày nghỉ. Người dân ở đây cho biết các tàu này do phía bên sông thuộc tỉnh Hà Nam, lượng cát hút đã hết tần lên chuyển sang phía Hưng Yên hoặc các tàu Vãng Lai nhằm thời điểm đêm tối thả vòi hút trộm. Đáng chú ý là các tàu này hiện đã nâng cấp, hạn chế tiếng động nên các cơ quan chức năng khó phát hiện. Mặc dù chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đều biết được biển số các tàu, danh tính chủ tàu nhưng do nhiều nguyên nhân mà không xử lý được. Cái việc xác định phao mới tọa độ để mà phân vùng mỏ bên kia với bên mình, với cả cái ranh giới giữa sông thì nó thực sự là khó xác định. Tôi đã trực tiếp xuống kiểm tra, nhưng cái việc khó khăn trong công tác xử lý là cái phương tiện của cấp xã là không có, rồi là phương tiện của cơ quan chuyên môn cũng là công an thành phố là cũng không có, nó hạn chế về cái việc là bắt và xử lý các cái đối tượng cát. Khó khăn bắt tàu hút cát trộm thì nhiều, nhưng quan trọng là các cấp các ngành địa phương có làm hay không. Còn nhớ mới đây, đêm ngày 22 tháng 5 năm 2018, nhân dân khu phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên bằng phương tiện thô sơ và trách nhiệm đối với đất sản xuất nông nghiệp cùng tài sản nhà nước đã mật phục phát hiện và bắt giữ một tàu hút cát trái phép đang hoạt động hút cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận thôn Đằng Châu. Như vậy có thể thấy, việc bắt tàu khai thác cát trái phép không khó, quan trọng là các cơ quan chức năng có thật sự vào cuộc để bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân. Do đó, trong những ngày qua, những tàu hút cát này liên tục hoạt động, dù đang là mùa mưa bão và cũng chẳng ai hay, những tàu cát này đang hoạt động phía Hà Nam hay Hưng Yên, chỉ biết rằng dù ở đâu, nhưng những công trình kè hàng tỷ đồng này của Hưng Yên đang dần bị trượt sạt xuống sông. Do có những vi phạm trong xả thải gây ô nhiễm môi trường, dự án nhà máy giặt mài các sản phẩm may mặc của công ty trách nhiệm hữu hạn giặt thời trang quốc tế đóng trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh đình chỉ hoạt động sản xuất trong 12 tháng, đến tháng 8 năm 2019. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu công ty phải khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính như không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định, trong khi công ty đã đưa dự án đi vào hoạt động từ năm 2014. Hành vi vi phạm trên bị áp dụng tình tiết tăng nặng do công ty tiếp tục tái vi phạm. Trước đó vào cuối năm 2017 và tháng 8 năm 2018, công ty đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt vì xả thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, xả thải với các thông số vượt mức cho phép, không có giấy phép sử dụng nước tưới đất trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để xã hoàn thành các nhiệm vụ tại địa phương, đặc biệt là về đích nông thôn mới vào đầu năm nay, cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động có nhiều đóng góp tích cực trong vận động tuyên truyền và gương mẫu thực hiện, phản ánh nhân kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mùng 10 tháng 9 năm 1955, mùng 10 tháng 9 năm 2018. Để hoàn thành tiêu chí đường giao thông nông thôn, cán bộ Mặt trận không chỉ họp triển khai tuyên truyền, vận động đến các chi tổ để người dân hiểu và đồng thuận, mà còn là người gương mẫu đi đầu thực hiện. Khi đi vận động thì cũng là lúc bà Nguyễn Thị Láng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tình nguyện bỏ ra 100 triệu đồng ủng hộ xây dựng hai tuyến đường là đường xóm Máng Chìm và ngõ Ông Mạnh.
Mình đã là phó chủ tịch mặt trận, cái ý thức của mình phải gương mẫu mà phải cao, ý thức cao. Từ cái chỗ đó mà tôi xét thấy là cái trách nhiệm của mình phải đứng lên tổ chức xóm để mà làm được cái con đường đó là cũng phải một cái thành công lớn. Được vận động, bà Đào Thị Vị đã tình nguyện hiến 80 m² đất ruộng để làm đường nội đồng dài 1 km, rộng 3 m, thuận lợi cho việc sản xuất của bà con. Trước lúc làm thì là cũng có trong ban mặt trận rồi trong ban các ban ngành đoàn thể cũng đến là vận động và cũng đã thông. Thế thì tôi cũng thấy nó thông suốt. Nhờ sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các thành viên trong khối mặt trận xã mà đầu năm 2018, xã Phạm Ngũ Lão đã được công nhận xã chuẩn nông thôn mới. Những năm qua, nhờ đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hội Nông dân xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi đã có một phần đưa nông nghiệp, nông dân và nông thôn của địa phương ngày càng phát triển. Phóng sự tiến tới Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Chị Miên ở chi hội nông dân thôn Mão Xuyên là một trong 10 hội viên nông dân thoát nghèo từ sự giúp đỡ của hội nông dân xã. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chồng ốm đau mất sức lao động. Nhờ có sự động viên, hỗ trợ của hội nông dân cơ sở giúp chị xây dựng trang trại VAC, nay đã rộng trên 2 mẫu, duy trì nuôi thường xuyên trên 4.000 con vịt, gà và ao thả cá, giúp chị có nguồn thu nhập ổn định, từ đó có điều kiện tốt hơn để chăm sóc chồng và nuôi các con ăn học. Từ hoàn cảnh của mình, nay chị Miên tích cực giúp đỡ các hội viên khó khăn khác. Là người ta khó khăn, cái tiền người ta trả lãi hàng tháng thì là người ta đến vay thì là mình cũng giúp đỡ người ta. Mình những nhà người ta chăn nuôi, người ta chưa có tiền mua cám thì là mình vẫn hỗ trợ được 5-10 bao. Hội nông dân xã Nguyễn Trãi có trên 2.000 hội viên sinh hoạt tại 5 chi hội, xác định xây dựng tổ chức hội vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Hội đã chủ động triển khai và thực hiện chương trình hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Những năm qua, Hội Nông dân xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên và nhân dân trên địa bàn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi bằng cách mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, giúp đỡ nguồn phân bón trả chậm, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ vốn tín chấp tại ngân hàng. Có nguồn vốn vay ưu đãi, hội viên đầu tư mở rộng sản xuất. Hiện nay, số hộ sản xuất kinh doanh tỏi các cấp đạt trên 780 hộ, trong đó số hộ có thu nhập trên 200 triệu đồng một năm, chiếm 30%. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, thực hiện 3 nhiệm vụ chính của hội. Một là nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Và nhiệm vụ trọng tâm thứ hai là nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới. Và nhiệm vụ trọng tâm thứ ba là nông dân bảo vệ an ninh quốc phòng. Song song với nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động, những năm qua, Hội Nông dân xã Nguyễn Trãi còn triển khai nhiều phong trào như xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, vận động hội viên hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Từ những hoạt động thiết thực hiệu quả góp phần xây dựng tổ chức Hội Nông dân xã Nguyễn Trãi trở thành lá cờ đầu trong công tác hội và phong trào nông dân huyện Ân Thi. Vào khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 9, tại xã Đình Dù, huyện Văn Lâm đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng, làm một người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra giữa tàu chở hàng hướng Hà Nội, Hải Phòng. Khi đến địa phận xã Đình Dù, đã đâm phải một người đàn ông, làm tử vong tại chỗ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân khoảng 40 tuổi. Do trên người nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, nên chưa xác định được rõ tên, tuổi, địa chỉ. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị những năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm luôn được Bảo hiểm xã hội tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là việc khai thác đối tượng ở các khu công nghiệp. Ngoài việc duy trì làm tốt công tác thu chi, đảm bảo quyền lợi cho trên 2.850 đơn vị doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm với trên 155.000 người lao động từ đầu năm 2018 đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh rà soát hướng dẫn khai thác được 378 đơn vị tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho gần 2.500 lao động. Bên cạnh việc đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện giao dịch điện tử, tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội tỉnh còn thường xuyên thanh kiểm tra, phát hiện và yêu cầu các đơn vị khắc phục tình trạng đóng sai phương thức, đồng thời chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
tính từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả trên 49 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại các doanh nghiệp. Công an thành phố Hưng Yên vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hiến Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Hưng Yên tổ chức lễ trao tặng móc khóa vì bình yên cuộc sống cho người dân phường Hiến Nam. Công an thành phố Hưng Yên vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hiến Nam và Ngân hàng BIDV trao tặng 2.600 móc khóa cho người dân phường Hiến Nam. Trên mỗi chiếc móc khóa đều có in số điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố Hưng Yên. Toàn bộ kinh phí của số móc khóa trên đều do Ngân hàng BIDV tài trợ. Những chiếc móc khóa được in số điện thoại đường dây nóng không chỉ thuận tiện, hữu ích mà còn là cầu nối giữa người dân và lực lượng công an, giúp lực lượng công an kịp thời nắm bắt, xử lý và giải quyết kịp thời các tin báo tố giác của người dân. Chiều ngày 9 tháng 9, tại Trung tâm Văn hóa huyện Ân Thi, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng là chị Nguyễn Thị Dung, có hộ khẩu thường trú tại xóm 1, thôn Mễ Xá, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, với số tiền là 629.075.000 đồng. Ngày 23 tháng 12 năm 2016, chị Nguyễn Thị Dung đã tham gia hợp đồng bảo hiểm cho chồng là anh Đào Quốc Tú, sinh năm 1979, sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt, quyền lợi cơ bản, với mệnh giá bảo hiểm là 480 triệu đồng và quyền lợi bệnh hiểm nghèo, mệnh giá 100 triệu đồng. Với mục tiêu tiết kiệm tài chính cho bản thân và gia đình, lo cho hai vợ chồng khi về già có một cuộc sống an nhàn hơn. Tuy nhiên, điều không may đã xảy ra, tháng 11 năm 2017, cảm thấy sức khỏe của mình không bình thường, anh Đào Quốc Tú đi khám bệnh và phát hiện ra mình bị ung thư. Mặc dù bản thân anh và gia đình tìm đủ mọi cách chạy chữa, nhưng bệnh tình của anh Tú ngày thêm trầm trọng hơn, anh đã tử vong vào tháng 8 năm 2018. Căn cứ vào những điều khoản thỏa thuận đã được ký kết trong hợp đồng, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam đã tiến hành chi trả quyền lợi cho đại diện người thân khách hàng là chị Nguyễn Thị Dung, vợ anh Đào Quốc Tú, với số tiền là 629 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Lưu ý chăm sóc nhãn sau thu hoạch. Hiệu quả sau khi sáp nhập giảm đầu mối ở một số cơ quan huyện. Gặp gỡ hai nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Luân và Nguyễn Thị Huệ. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.